khổ quá ông Trung ơi. Nói nghe nè, thôi tôi thấy giờ dày tiện nè, ông ôm mền, ôm gối, ôm chiếu, đi ra cái hội cái quánh cờ với lại chim kiển rồi đi ra. Nghe ông đi đi chứ ông ở nhà để làm gì, tôi thấy hồn sáng không rồi đó không mà. Tôi nói ông sáng thì cầm thêm cái áo, ông con đi đâu cũng già, ông lớn tuổi rồi. À đấy là tôi nói hoài hả, nhắc hoài hả, trời ơi không có làm, không có lo gì chứ. Đã biết rồi, xong cuối cùng, tưởng sao, để cái áo lại đây. Thôi cái chuyện say mê của người ta sao bà biết, bà nói bà phê phán thì mắc cười quá. Phê phán gì? Dạ, chào ba má. Rồi dạ, rồi xong xong. Rồi xong. Rồi thôi vậy vậy. Vậy rồi xong rồi. Đi chơi về mà mình. Con dọn cơm má, để đó đi con dọn cơm cho má nha. Bà đây. Mấy ăn cơm không bảo. Ba ăn cơm. Ăn đi. Ăn mình ăn. Không cơm giết rồi giờ kìa. Chào ba. Ngon ngon ngon. Trời ơi. Nấu gì mà khô khóc, về mà ăn cái gì không biết nữa. Đâu có. Ông đúng là kiếm chuyện. Kiếm chuyện cái gì? Bao nhiêu năm nay cơm đều là như vậy, rồi bây giờ lại nói rằng là khô quá là sao? Ăn cái này giống như là ăn cá, ăn xà, ăn sỏi. Cơm, gạo, người ta cực khổ bao nhiêu lâu ha. Người ta phải làm lụng vất vả, người ta trồng, rồi người ta phân bón, rồi người ta vất vả, người ta cho mình ăn. Bây giờ mình nói ăn xà, ăn sỏi làm sao chịu nổi. Ôi má ơi, má, má ăn cơm luôn má. Má lục cái gì vậy? Lục cái gì? Kiếm cái gì? Chơi dầu. Chơi dầu gì? Chơi dầu bóp tay bóp chân. Để đây đâu rồi? Kỳ cục quá, sao kỳ vậy ta? Phải cái này không? Đó nữa rồi đó. Khổ đời ghê vậy. Của người ta để đâu để yên một chỗ đi. Tôi không có cấm ông xài, nhưng mà ông xài thì ông để trả cho chỗ cho tôi. Mỗi lần tôi làm cái gì, tôi cần cái gì, tôi đi kiếm muốn chết luôn vậy à. Đau chỗ nào rồi tôi bóp cho. Ui, ngủ đi. Trung ơi, rót giùm tôi miếng nước, trời khát khô cổ họng luôn. Trời ơi, ông Trung ơi, tôi nói ông nghe, ông Trung ông đi đâu vậy? Thôi được rồi má, để con. Đấy. Rồi để con. Đi. Gì ba? Nước trước mặt cái nè, đi đâu vậy ông Trung ơi? Rồi. Trời ơi sao mà khổ tâm ghê. Trần rồi, ơi, dạ. Nước nóng nè. Đợi ông lấy ly nước chắc tôi chết khát luôn á. Cảm ơn. Còn chuyện nữa nè. Ông ơi, ông làm ơn coi cái cánh cửa, hình như là cái bản lề nó trật hay sao á. Mỗi lần gió thổi nó kêu cái ké. Gió thổi, tôi nói chưa hết mà ông Trung. Gió thổi ngược lại kêu cái ké. Ông đi, tôi nói là đúng là cái cánh cửa nó hư, nhưng mà đi lấy đồ ở dưới này. Rồi ông đi đâu vậy? Tôi đi làm sao biển bà vừa lòng thôi. Chừng nào ông mới làm? Sao tôi nói giống như tôi nói gió thoảng á, tôi nói cho ai nghe. Má ơi, mấy cái chuyện này á, có anh Hoàng anh ở đây má kêu ảnh làm là được rồi. Thôi đâu mà má kêu ba làm chi, rồi má ngồi má nhằn nhở hoài. Con ơi, con không có hiểu. Má có ý đồ của má. Cái vấn đề là má không muốn cho ba con ngồi một chỗ. Dạ rồi, cần phải vận động con hiểu không? Cho nó quen, cho nó gân cốt nó giả. Chứ đâu có phải là tao sai ba mày đâu. Tánh tình ông kỳ cục lắm luôn. Kỳ? Con thấy ba đâu kỳ gì đâu. Sao không kỳ? Vụ gì má? Tao nói cái gì cũng không được hết á. Tao nói cái gì ông cũng cãi tao. Ba cái chuyện mà cơm nước rồi trên ông cũng cãi tao nữa. À má, má có biết cái vụ cơm nhão là ba gì má đó? Vì tao làm sao? Ba, mà con thấy cơm với lại đồ ăn ngon mà ba. Đâu có gì đâu mà sao ba cứ đòi ăn cơm nhão hoài ba. Ôi chị ba. Ngon, bình thường. Ơ khoan, từ từ. Đó, quan trọng là vậy đó. Hồi nãy ba nói nhai cá, nhai chả rồi sao giờ ba ăn ngon lành xong. Tại má con già rồi, mà thích ăn cơm khô. Ma sợ má con bao tử yếu, rồi ăn cơm khô vì ảnh hưởng tới sức khỏe.
cho nên ba mới đòi ăn cơm nhà, hiểu không? Lo lo cho má con chứ ba ăn gì cũng được. Ồ, hiểu không? Thì ra là ba lo cho má đó. Má không, con nói má nghe nè, cái thú vui của ba là gì? Là chơi đánh cờ với là chia chim cá cảnh với cái hội người cao tuổi. Mà sao má la hoài? Tức cái vụ đó đó, tức cái vụ mà cái hội chim cá cảnh á. Trời ơi con ơi, cái hội gì mà kỳ lắm, đi đâu chơi từ lúc 5-6 giờ sáng. Cái giờ đó là cái giờ rất lạnh, sương xuống, đúng không? Tao kêu là đi là phải mặc áo vô, Té rẹt lật đi. Có bữa quên mặc áo, trời ơi nó nhiễm lạnh, nhiễm xương nó lạnh, lạnh rồi về bệnh tao số. Chứ đâu có phải là tấm ổng không cho đi cái hội chim cá cảnh gì của ổng đâu, sao ổng bệnh? Nhưng mà vậy thì cái chuyện tối qua là gì mà con thấy ba má cứ lục đục? Tụi bay biết tánh má mà hay xài dầu thì ổng cũng xài dầu. Làm ơn xài thì để yên một chỗ ở trên đầu tủ cho má đi ha. Yeah. Đến lúc má xài mồ hoài không có dời, xài cho đã rồi dời của người ta, bực bội. Làm gì vậy? Tìm dầu. Cái dầu nóng của tôi hay xài đó, tôi hay xoa bóp á. Chờ một chút, chai dầu nóng của bà nè. Đúng rồi đó, tôi để ở đây nè. Tôi đã nói với bà rồi, chai dầu nóng này để ngay chỗ này, bà muốn lấy thì lại đi lấy, còn không lấy được nói tôi lấy tôi đưa bà. Bà để trong tủ, bà để cao, bà nhón lên, bà lớn tuổi có gì bà bị trật xương trật khớp và bà té rồi ai chịu trách nhiệm? Má, còn vụ ly nước á, má biết không tại sao mà ba không cho má uống cái ly nước này? Má nhìn cái bình nè, má nghe gì không? Nước đá. Dạ, thì ba không cho má uống ly nước đá lạnh này là tại vì sợ má bị viêm họng. Lục đục qua đằng sau kiếm cái bình thủy là tại vì pha nước ấm cho má uống. Toàn chuyện hiểu lầm, mà cái chuyện hiểu lầm toàn là những cái chuyện quan tâm nhau không, mà không ai nói chuyện. Mà tại vì thì thử nói chuyện đi, má ba bộc lộ ra nói chuyện là giờ cả nhà vui vẻ rồi, thấy không? Đó. Bà không có biết cái gì hết á. Cái cửa, cái bản lề nó khô dầu, tôi đã vô dầu ngày qua rồi. À, con ốc nó còn kêu bởi vì nó bị lỏng. Bà hiểu chưa? Thôi mình đừng làm, để mấy đứa đó cho con cái nó làm. Thấy không? Cái gì giờ? Hai đứa mình đi công viên tập thể dục. Không mắc. Rồi. Đi, nó là nhau. Này đưa con nha. Băng. Rồi. Băng. Hả? Thấy không? Cưng dễ sợ.